FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Genoa và câu lạc bộ Sampdoria. Đó là trận đấu thuộc vòng 17 giải vô địch quốc gia Italia Serie A và sẽ được diễn ra lúc 2:45 ngày 11 tháng 12. Và ở trận đấu này, Genoa sẽ tới đón Sampdoria trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo của trận đấu này thì Sampdoria sẽ chấp Genoa với mức kèo là 0.25, mức kèo phải hạ xuống đồng banh và tăng hình nửa trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.25 và 2.75 tùy theo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, mong các bạn cho mình xin một like video và subscribe kênh nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Genoa và Sampdoria: Genoa thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Sampdoria. 5 trận thi đấu gần nhất của Genoa thì họ hòa 2 và thua 3. 5 trận thi đấu gần nhất của Sampdoria thì họ thắng 2 và thua 3. Và ở trận đấu này với mức kèo như thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội khách Sampdoria trận này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực ở hiện tại thì Sampdoria vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Genoa. Thứ hai là xét về phong độ của thành tích đối đầu á, thì mặc dù là cái thành tích đối đầu trước đó của Sampdoria gặp Genoa thì cũng không mấy thực sự tốt lắm, nhưng mà do cái phong độ thời gian đây của Genoa thì cũng không mấy thực sự tốt lắm các bạn. Họ thi đấu rất bết bát và không thắng một trận nào cả, 5 trận thi đấu gần nhất. Còn Sampdoria thì dù gì họ cũng có cái phong độ tốt hơn, nhưng mà liên tiếp những lượt trận vừa qua thì Sampdoria họ đã để thua kèo khá là nhiều và để mất điểm rất là đáng tiếc. Ở lượt trận này gặp đối thủ cũng khá là yếu là Genoa đang đứng áp chót bảng xếp hạng và mất phong độ thảm hại nữa. Thì đây là cái cơ hội để cho Sampdoria có thể là tìm kiếm lại cảm giác trận chiến thắng và kiếm thêm được 3 điểm. Cho nên bắt đầu tin tưởng mình, hy vọng ưu tiên đi cửa đội khách Sampdoria chấp đồng nửa trong này. Kèo này đá Sampdoria cũng khá là thơm. Và mức tài xỉu cho nó này là 2.5, 2.25 và 2.75. Thì những lần chạm trán giữa hai đội thì cũng không nhiều mà thắng được ghi. Mình dự đoán trận đấu này sẽ có tỷ số là 1-0 hoặc là 2-0 về cho Sampdoria. Cho nên các bạn hãy là ưu tiên đi cửa xỉu 2.5 trong này. Và là các bạn canh đâm một bàn rồi các bạn hả vào xỉu cho nó an toàn. Và mức hiệp 1 hay mức kèo đồng banh tôi sẽ một cái thì một các bạn hãy là cùng đá Sampdoria và các bạn canh tài hiệp 1 0.75. Và tóm lại trận đấu khuyên các bạn chọn Sampdoria và đá xỉu, hiệp 1 chọn Sampdoria và canh tài hiệp 1 hạ xuống khoảng 0.75 hoặc là 0.5. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.